Vâng, lời đầu tiên thì Hoàng Audio xin phép được gửi lời chào tới toàn thể các bác nha. Hôm nay thì Hoàng Audio xin phép được đăng lên bán cho các bác một loạt những cái mic dây gọi là giá bình dân và đại hạ giá cho các bác. Đấy, để cho các bác kịp chơi Tết trong cái thời gian sắp tới. Đấy, thì hiện tại ở đây em còn một đống những cái mic gọi là hàng gọi là bình dân học vụ cho các bác. Đấy, và em bán gọi là cái giá rất là rẻ thôi, để cho các bác chơi Tết. Đấy, thì ở trong đây nó có đến 7 con 2, 4, 6, 7, 8 con sen Hanser. Đấy, đây là những cái con sen Hanser này. Đấy, các bác có thể thấy là tay nó nhỏ gọn và còn cũng khá là đẹp. Đấy, dây riếc đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, những cái con này thì em tháo cái côn ra cho anh em xem. Dàn nó hơi lâu một tí thì các bác cứ bình tĩnh. Đấy, tổng cộng là có tầm mười mấy cái con mic này thôi. Đấy, anh em nào nhanh tay để sở hữu nhá. Đấy, mà chậm thì là hết, vì em bán này em bán rẻ cho các bác thôi, bán rẻ các bác vừa chơi thôi. Đấy, con này thì nó sử dụng cái côn của như kiểu là dạng xua này. Đấy, tiếng của cái dòng này nếu như mà chỉnh vào những cái con âm ly tốt hoặc là những cái con vang tốt thì hát cũng khá là ok để cho anh em dùng gia đình. Đấy, và như cái con này thì em thanh lý cho các bác với cái giá là 250.000 một con nhá. 250.000 một con này thôi. Đấy, dây riếc đầy đủ. Đấy, vẫn alo bình thường, tiếng rất tốt, côn chưa bị vỡ tiếng. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay nhá, bấm like, đăng ký cũng như là chia sẻ kênh giúp em ạ. Đấy, và nhanh tay gọi cho em qua số điện thoại 0931655906 nhá. Đấy, như con Sennheiser này thì là em bán cho anh em với cái giá là 250k, cái giá rất rẻ để cho anh em chơi Tết thôi. Đấy, bởi vì là vẫn còn rất là nhiều mic mà cái đống này là em để nó bị xước sát rồi là đấy. Còn cái đống này là đã qua sử dụng này, đống này là để bị xước sát này. Đấy, thì thanh lý nhanh cho anh em, thanh lý nhanh cho anh em là 250k. Đấy, cái mic này. Đấy, và một loạt ở đây thì nói chung là thôi, đấy thì cũng thanh lý nốt cho các bác hết. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì là nhanh chóng gọi điện cho em, không ngày mai hết thì các bác đừng có bảo là tại sao bán nhanh thế. Thì nếu như anh em nào muốn sở hữu nhanh thì là xem video xong là like chia sẻ giúp em một tí. Đấy, đăng ký kênh thì mỗi lần em đăng một cái gì lên thanh lý thì nó sẽ rất là nhanh. Đấy, mà thôi, cái con này bây giờ em sẽ đăng thanh lý cho các bác là 200.000 luôn. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì thật là nhanh nhá. Đấy, để em đăng luôn cái video này lên để anh em nào mà nhanh tay thì được sở hữu, mà chậm thì là hết. Đấy, có thế thôi em đến rồi nào. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 con. Đấy, tổng cộng là 12 con cho 12 anh em. Hoặc anh em nào mà lấy tất thì em lại bán rẻ đi tí nữa để cho anh em về làm. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì nhớ liên hệ với em nhá. Anh em yêu mến thì like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp em để nhận được những video nhanh hơn nữa, sớm hơn nữa về những cái sản phẩm bên em đăng bán cũng như là thanh lý cho anh em. Đấy, xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều nha.